Vùng đất Bến Tre vừa được mở ra bao điều thú vị, để rồi vội vã qua nhanh bỏ lại sau lưng bao điều đáng nhớ. Tạm chia tay những con người hiếu khách, chia tay một nơi nhiều kỷ niệm. Tuần này, Lữ Khách sẽ đưa mọi người tới một vùng đất được gọi vắn tắt bằng một cụm từ: vùng đất 300 ngày nắng và 65 ngày mưa. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Dương Cường và Hữu Tài đang có mặt tại Mũi Vinh. Đang có mặt tại Mũi Vinh và cái thử thách của chương trình là cho Dương Cường và Hữu Tài đi đến một địa điểm nào đó, nhưng mà Dương Cường và Hữu Tài cũng chưa biết địa điểm đó là ở đâu luôn. Cường với Tài là hai anh em trong một đội, thì Cường không muốn là đối thủ với Tài, chỉ muốn là anh em cùng nhau một đội và phấn đấu. Yeah. Và xin mời tất cả mọi người sẽ đi đến điểm thử thách đầu tiên của Cường và Tài. Có phúc cùng hưởng. Có quá. Mình Cường chia thôi. Mình nên chịu. Ok. Yeah. Dương Cường và Đinh Hữu Tài là hai thành viên tiếp theo của nhóm X-Pro dẫn đến Lữ Khách 24 giờ. Nếu Hữu Tài sở hữu phong cách trẻ trung hài hước, thì Dương Cường lại có phần căm tính trong từng nét diễn của mình. Hiện tại cả hai vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong các phim truyền hình với vai trò nam chính. Đối bản thân cùng nhau đến với chương trình lần này sẽ là màn đối đầu hết sức cam go. Bị chương trình bỏ rơi cả buổi sáng nhằm gây sự hoang mang, bây giờ thì hai anh chàng sẽ được thưởng thức nắng gió phan rang, đúng với cái câu người dân hay nói: gió như phan, nắng như rang. Chạy chiếc này hả? Thử xe. Wow. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, lên đường. Lái đầu đi. Chỉ qua đầu lái. Không cần gì quá. Để bỏ thôi. Dẫn cửa xuống đẩy em lên cửa. Ủa thiệt không? Thiệt. Không cần gì quá. Chỉ chạy sao? Rồi sao chạy? Không có gai. Nổ máy. Nổ cách nào? Chạy máy mới nổ. Ôi cháu, lại hoang mang nữa rồi. Xe địa hình mà, đâu phải ai cũng chạy được. Và trong lúc khó khăn nhất, một cô gái đã xuất hiện. Thì sa mạc có nắng nóng cũng hóa mùa đông. Em chở từ đâu anh? Xin lỗi. Lên đồi. Lên đồi hả? Dạ. Vậy đi bộ lên đi. Ôi không em. Uống rượu không? Rượu luôn hả? Uống rượu em mới chở đi được. Uống rượu mới chở đi được. Sao thấy quen quá ta? Chắc em trước mình yêu nhau rồi. Vậy anh hình như là mình là em là Cửu Long, anh là Dương Quá kiếp trước đó. Thôi anh cười cái lại ăn cơm với chương trình đi nha. Không, anh ngồi ngoài sau được. Giống nước mắm vậy. Mắm à? Uống thử có sai không? Không, rượu. Rượu của người Chăm làm á nha. Thử uống thiệt luôn hả? Lái xe được không? Được. Không phải để anh lái ra. Lái được không? Được chứ. Anh Cường. Xe máy cài lái. Thưa anh Cường, cho anh Cường uống đầy. Ngủ rồi đi. Được, mày được tấm Tài ơi. Vô. Uống nước thôi mà, có cần diễn sâu vậy không? Mà ba người này cũng hay thật, mới gặp nhau mà tự nhiên thân như là bạn bè từ kiếp trước vậy. Bây giờ các anh có muốn đi chơi, em chở đi chơi không? Muốn, anh muốn lên đồi. Anh muốn lên đồi, đi bộ lên. Rồi. Đúng là cô lòng với Dương quá. Bây giờ anh ngồi đâu? Dạ anh thấy chỗ nào ngồi sao được phải không? Rồi. Giờ mình đi đâu cái nè? Ủa bây giờ đi đâu vậy em? Bây giờ mình lên đỉnh. Ok, bây giờ mình đi đồi cát ha. Yeah. Rồi. Không, vẫn là anh em. Nhiều cái yeah. Đẹp là mình cảm anh em. Yeah. Woo! Yeah! Woo!
6 ngày 5 ngày mưa, cho nên là không có đủ nước để mà sinh hoạt hay là sinh sống gì hết. Nhưng mà mấy anh đã lỡ tới cái vùng đất này rồi thì cái vùng đất này nó khắc nghiệt lắm, bắt buộc để sinh sống qua ngày và để em được đẹp và được khỏe mạnh á thì mấy anh phải đi lấy nước cho em uống và tắm. Em được đẹp và khỏe mạnh nữa. Cơm. Thì bây giờ em sẽ giao cho hai anh hai cái dụng cụ để đi lấy nước. Lấy nước gì đó đó hả? Thì bây giờ em sẽ giao cho hai anh mỗi người một cái dụng cụ để đi lấy nước nha. Anh Cường khỏe nhất các em. Anh Cường khỏe nhất. Anh Cường. Em nghĩ là anh Cường khỏe nhất phải không? Đúng rồi. Cường khỏe thì nhất. Anh Cường lấy cái lu lớn. À sao cũng được. Lấy cái. Tại vì văn hóa người Chăm em là hay đổi cái bình gốm này nè. Băng qua sa mạc thì lấy nước thả tay nha. Lấy nước xong thả tay đi. Rồi đổi cái này đi lên hả? Đúng rồi. Dạ. Anh chị, anh lấy nước bằng tay. Khi nào đầy anh đội nước này. Lên xe về. Đường sướng anh ta. Còn anh Tài thì em sẽ có một dụng cụ khác. Đây. Dễ thương hơn. Đúng rồi. Nhỏ hơn nhưng mà anh lấy nước bằng cái ống này. Chứ không được lấy bằng tay. Yeah. Cái gì? Mày em nói cái gì? Anh lấy nước bằng cái ống này nè. Anh đổ vô này, khi nào đầy rồi anh cũng đội luôn đi. Mà. Ủa anh đâu làm dâu của ông người Chăm đâu, sao em bắt anh làm cái gì vậy? Thì bây giờ phải thử rồi coi ai giỏi hơn ai mới ở rể được. Gió kiểu này làm sao mà đổi đi được trời. Trong vòng 5 đến 7 phút phải đầy bình và phải di chuyển về xe, thì không là em đánh xe về đáng chịu nha. Tưởng dễ ăn lắm hả? Ở đâu có người rảnh rỗi lấy xe địa hình chở đi chơi. Cái gì cũng phải có giá của nó chứ. Thử thách thiệt là khó quá đi. Anh Tài lục rồi. Anh hả? Anh Tài á. Sao? Anh hốt lên cao rồi đổ vô. Không để lưu tới đó được. Rồi. Phải đầy bình nha. Những hồ nước thế này do mưa tạo nên, có thể nó quá bình thường đối với những vùng khác, nhưng đối với Phan Rang, có những thời điểm nó lại trở nên vô cùng quý hiếm. Thôi, này rồi nè. Đây rồi, đây rồi. Màn lấy nước coi như xong, cái này thì ai mà chẳng làm được. Nhưng tới màn đổi lu, cái này mới căng. Cái đội lên mới khó nè trời ơi. Cái này có khi nào nước nó đổ ướt vai lét không trời? Hên hồi nhỏ có múa thúng. Cầm tay là ở đây hốt cả ngày luôn á. Hồi nhỏ Hên có đội thúng đi đội lúa đi chợ. Hay quá anh Dương. Anh Tài cố lên. Cầm tay kìa. Không có được cầm tay. Không có, cái này cái gì? Thảm luôn. Ủa con hợp, ngã, sợ ngã. Cầm tay từ đầu sao đâu được. Rồi chu di cho qua lần này nha. Cố lên. Nóng chừng quá trời ơi. Lột da chừng. Lên cái dốc mới khó nè trời. Nóng chân quá. Phỏng chân. Hai người hai trạng thái khác nhau. Dương Cường thì có lẽ hồi nhỏ có kinh nghiệm bán bánh tiêu, bánh bò gì đó, nên đội mâm hay đội lu cũng y nhau. Còn Hữu Tài là khách hàng của Cường, chỉ tới mua ăn rồi về, nên kinh nghiệm đội mâm hay đội lu hoàn toàn không có. Tài ơi! Tài cất bò nữa! Vô quá! Cái trụ lại chút xíu. Tài
cái giờ phút này mới căng nè. Tài bán bánh bò bánh tiêu, múa mâm múa quạt bao nhiêu năm, lấy ra xài hết đi Cường ơi. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi, cố lên, cố lên, gần gần rồi, cố lên. Ủa? Thôi ở thôi, không giữ anh vậy hả? Thôi ở hả? Chưa, yeah, yeah, tôi lấy được chợ rồi. Yeah. Xin chúc mừng anh đã về cuối cùng. Và anh sẽ chịu một hình phạt. Người thắng cuộc em sẽ chở qua cái đường bên kia, còn người thua cuộc sẽ chạy bộ tới bên đó em mới chở đi được. Phải có hình phạt cho người thua cuộc chứ. Bây giờ anh muốn ở lại hay là em đợi cho góc kia? Coi bộ từ khi có cô gái xuất hiện thì độ thân của Tài và Cường có phần sa sút dữ. Đúng thật, lời nói chỉ là lời nói. Có phúc cùng hưởng. Có quá. Mình cùng chia thôi. Mình nên chịu. Ok. Yeah. Trời ơi, tự nhiên bỏ tôi vậy. Trời ơi. Ông Dương Cường ông mê gái á, ông bỏ anh em rồi. Lần này về không biết tôi. Không sao đâu, thử thách mà. Trong khi bị người anh xém chút nữa là anh ruột bỏ rơi, Hữu Tài đã quyết định làm một việc có thể gọi là trả thù. Đó là livestream công bố cả thế giới biết Dương Cường mê gái. Một chuyến du lịch bụi vừa được bắt đầu. Câu chuyện tìm nước uống đã xong, bây giờ họ sẽ phải tìm nguồn thức ăn. Tất nhiên phải vượt qua một nhiệm vụ thì thức ăn sẽ hiện ra. Bia số 1 là được khoai tây nướng ha. Bia số 2 là được mực nướng. Còn bia số 3 mình sẽ được một món đặc sản ở đây. Đừng nói là em nha, anh thích luôn đấy. Em đâu phải đặc sản ở đây đâu. Vì nãy em thua cuộc á, bây giờ anh mới bị mất tài để bắn cung. Tài của anh bắn giỏi mà. Em bắn giỏi mà. Bắn vô đi còn anh đi bắn. Hồi nãy thua giờ phải cho gỡ chứ giờ bịt mắt thấy đường đâu bắn. Rồi. Anh em ơi. Không hết giờ. Toàn. Em muốn bắn bạn xa nhất cơ. Qua đây. Được chưa? Có nhìn thấy không á? Không thấy. Thề đi. Thề. Thề rồi. Cường chỉnh giùm em đi. Rồi. Nếu bắn hai bãi thì một trong hai bãi cũng được. Bắn chim giữa. Đập đi ra, hai bãi luôn nè. Kéo mạnh lên, hai mấy mũi luôn. Vậy bắn. Một, hai. Rút. Đúng chưa? Chưa. Phía sau rồi nha. Ừ. Nhớ lấy được thì đang cường lắm. Có cái món gì em không thích đâu. Rồi, mỗi người làm một mũi tên đã ra đi. Em muốn ăn cầu chứ gì? Bây giờ mũi thứ hai tên anh Tài lắm. Yeah! Trời ơi, chị, vô con trắng. Nó được không? Được tính không? Cái đó được lông cừu. Ghé mê lên, trời tới anh. Quách tỉnh rồi, nhập tôi đi. Mũi ba, nhớ được cái hơi cừu nha. Bắn gì cao dữ vậy Tài? Thật là thất vọng. Tân Cường. 1 2 Chết vướng à. Dở quá, chắc không có cái gì ăn luôn. Mỗi người đã hết 3 mũi tên, không mũi nào trúng đích. Vậy là thức ăn trưa nay chưa có. Chỉ còn một cách, Cường và Tài sẽ mang cung tự lên núi săn thú. Coi bộ ý tưởng này khá táo bạo nha. Để được cây khuyến mãi mấy anh phải hít đất. Dạ. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 cây luôn đi em. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Rồi, 20, một cây một à. Ê, em nói phải giữ lời chứ. Đâu, em đâu nói ừ hay dạ đâu. Mũi tên cuối cùng này sẽ quyết định sự no đói trưa nay của hai anh em. Đây là lúc Hữu Tài thể hiện tài năng của mình đây. Tôi muốn tôi chiến thắng để cưới, bây giờ tôi thành bà nè. Rồi có chuyện tối nè. Em thích quá. Cao sức. Cô lại đến rồi, về đó. Được rồi, về cô lại hả bông. Trời ơi. Được quá đi. Em nghĩ em luôn. Cho anh xin chào 10 cái đi. 5 cái thôi nè. 10 gái. Em nói là mình nào đẹp có quyền. Cố lên. Mặc dù cố gắng và cố níu kéo niềm tin bản thân, nhưng có lẽ giờ phút này ai cũng biết anh chàng bắn cung dở tệ. Nhưng thôi kệ, coi thì phải coi cho hết phim, coi vai chính khúc cuối đói hay no. Lần này anh chỉ cần bắn trúng đi cuối cùng thôi cũng được thịt cừu. Sắp xỉu tới nơi rồi. Anh thịt cừu khó quá. Quên. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như không thể, anh chàng đã làm mọi người ngạc nhiên. Vậy là trưa nay đã có đồ ăn. Vượt qua các rào cản từ cô gái để có được nước và thức ăn. Nhưng như vậy chưa xong đâu. Họ phải vượt qua rào cản cuối cùng từ ban tổ chức để có được lửa và các vật dụng còn lại. Và đại diện ban tổ chức là ba chiến binh to khỏe. Trời lúc này là 11:30, nhiệt độ chỉ có 33 độ. Mặt trái bóng trà nắng đá banh, không biết người lạ nhìn vào họ nghĩ thế nào đây ta. Ban tổ chức cũng hiền lành lắm. 5 phút, 2, 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Diễn trường. Thầy ơi. Ủa á. Mọi người. Thầy ơi, lùi đây. Cảm giác đó thì rất là nóng. Tại vì buổi trưa mà 12 giờ mà bắt mang một cái ôm một cái đó trong người mà nó nóng lắm. Mà đang ngoài trời rất là nắng mà ở dưới thì đi chân không nữa. Bây giờ cái chân của Cường rất còn phồng luôn. Nó nóng cực kỳ nóng mà chạy hơi trời ơi mệt mà nó là thở không nổi luôn. Rất là mệt. Mua. Anh Cường lo người. Em kia lo người. Đi ra ngoài nha. Thủ kìa, xuống thủ rồi kìa. Tấn công. Ê, Tài! Anh Cường, phá người anh Cường, phá người anh Cường, phá người anh! Giật luôn! Hòa, mày đang ngồi mày xử con kia rồi! Đi dẫn về phá cho! Đi anh Cường, đi anh Cường, đi anh Cường! Ôi! Mày chơi! Đâu rồi? Đối với Cường á, vô một cuộc chơi nào đó thì Cường sẽ chơi hết mình và chơi phải chơi quyết tâm phải giành được chiến thắng nó. Cường và Tài đã cố gắng và thành công và đã chiến thắng được đội bạn và được ăn thịt cừu. Hết giờ rồi. Rồi.
Thắng. Chiến thắng. Hết giờ rồi. Rồi thì màn rèn luyện sức khỏe, màn phơi nắng phơi da cũng xong. Dương Cường và Hữu Tài đã có màn trình diễn xuất thân, chứng tỏ sau này cho dù hai bạn ý có mập đến cỡ nào thì đá banh vẫn khỏe. Bây giờ thì ăn thôi nào. Yeah. Wow. Mưa thịt cừu là khó khăn quá đi. Quả mưa nãy bắn cung nữa. Wow. Nước anh múc đúng không? Em uống đi. Bây giờ phải nấu rồi mới uống. Ủa vậy hả? Ăn chín uống sôi. Bây giờ anh phải nấu sao? Ông bà người ta xưa có câu nói muốn ăn phải lăn vào bếp. Lăn vào bếp. Trưa nay là mình chỉ có món cùi nước với là uống nước sôi thôi đó. Rồi. Ok. Thôi anh đứng đi, em ngồi em ăn. Đây là củ khoai tây chứ không phải khoai mì. Mình đặt xuống đây để cho nó chín mình ăn. Các bạn có bị kích thích không nào? Thật là ngon quá đi. Khoan, chưa. Bậy quá, ai quên chụp hình lại. Mồi chín chưa? Đúng được bọt nha. Nói bụng. Nè, anh chỉ, cái này là dùng của em đúng không? Nhưng mà anh chỉ em một cái nè. Em nướng mốt mấy cái lá nè, em hạn chế em lấy ra để nó bị khét thịt hết. Không có đâu, nước cái lá đó là... Để nó khét thịt. Là nó giúp mùi thơm á, vì sao... Có món thịt cừu cháo. Nhưng mà em nướng nó bị khét, anh nói thì em nghe đi. Đâu phải là dùng của em là không nghe đâu. Không phải vùng em hay nghe không nghe. Nhưng mà nó khét mà nó thơm chứ không phải là nó đắng. Anh thấy nó khét lắm. Khét nghẹt luôn chứ thơm cái gì. Nó thơm mà nó ngon lắm. Ừ, lấy nước. Không tin thì anh ăn thử đi. Xung quanh cây cối mát mẻ. Cây cối gì? Đồi gió. Đồi gió. Đồi núi. Gió hú. Gió hú. Anh thấy có hú đâu. Anh nghe kỹ. Nghe kỹ là sẽ nghe tiếng gió hú. Để anh thử trước mới được. Ngon, đúng không? Vô. Vô. Được. Được không? Được. Nhưng mà chín chưa? Chưa. Trời ơi. Con gái ăn sao đi? Chín chưa? Chín rồi. Em con gái em ăn chịu khó ăn sao nha. Trai thành phố ga lăng quá. Thấy chưa? Bởi vậy sáng giờ em ưu tiên cho anh Cường không á. Em cảm ơn anh. Vậy hát bài nhạc Chăm nha. Ê quên, hát bài nhạc Kinh. Kinh chút xíu em tặng anh lại bài nhạc Chăm. Dạ anh hát nha. Thà rốt cho ta trăm nghìn chung dù độc. Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lo. Cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Yeah, come on. Này rót đi em một chén buồn cay đắng. Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Rót nữa đi em, rồi mai về xứ lạ. Để mình ta buồn cho heo hát tiên gan. Rồi, nhiều thôi ha. Nhiều thôi. Ơi, cũng vỗ tay. Đêm từng đêm nhìn mặn trắng treo khắp nẻo đường làng. Lâu chân ăn mộng em đang say giấc mơ duyên lành. Đôi lửa đôi nơi cho lòng ai chơi vơi. Dệt tâm tư bên khung cưới người ơi. Kìa trên bên nước bóng ai đứng đợi. Say điệu nhắn ca qua bao ngày cách xa. Ta la la thấm lâm. Ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi, ơi đã bao mùa lũ chín anh chưa về quê nhà lòng em vẫn thiết tha. Ra 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 ra. Ơi ơi.
em đợi anh về ta đường tình chuyến quê. Hôm nay mới có dịp mình ra đây mình tham gia cuộc chơi Thử Thách 24 giờ. Nhưng mà hôm nay mình tình cờ anh em ra đây được gặp nhau, giao lưu với nhau. Từ sáng giờ em cũng hướng dẫn viên cho tụi anh, dẫn tụi anh đi khám phá rất là nhiều. Với lại giới thiệu cho tụi anh mấy trò chơi quá đã. Quá đã luôn. Quá đã. Rất là thú vị luôn. Hôm nay cuộc khám phá của tụi anh rất là thú vị. Anh Rex, cảm ơn em. Rất cảm ơn em. Trời có nắng đi chăng nữa, được ngồi dưới tán cây lớn thưởng thức thịt cừu, có rượu, có cả bạn bè, có cả lời ca tiếng hát thì còn gì bằng chứ. Đời có nhiều niềm vui, nhưng đôi khi chỉ cần có thế. Đi hoài đôi khi cũng mệt, thôi thì có lúc dừng tạm nơi đây. Dừng lại với chúng tôi, Lữ Khách 24 giờ. Tập tiếp theo, Dương Cường và Hữu Tài sẽ bắt đầu hành trình đi xin nhà ở trọ. Điểm đến của họ là một làng chài ven biển. Hữu Tài vốn hoạt bát nhanh nhẹn, Dương Cường thì trầm tính sâu sắc. Ai sẽ là người xin được nhà trước? Hay một trong hai sẽ là Lữ Khách thứ hai phải ở ngoài đường sau xuân nghỉ? Mời các bạn đón xem Lữ Khách 24 giờ phát sóng lúc 17:20 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.